bỏ cho cắm luôn. Cái này bỏ qua bên góc bên kia. Tiếp tục một số sản phẩm đẹp các bạn. Mai chú thủy khá đẹp. Đang còn đi cũng sẽ xuống. Xuống là em sẽ quay cho các bạn. Bên tay là một số tác phẩm nữa. Mai chú thủy khá là đẹp. Đọc tên đâu vô. Lấy ba sĩ cho mày đó. Nên là đại đúng không? Cho đại ba sĩ cho mày. Tao lấy sĩ đại thôi. Chưa bảo máy vừa giờ đây chưa ấy, cái này thêm hơi lắm này, đó là bóng là để làm giấy lại máy đi luôn. Kia cũng là một cái máy điều khiển khá là thùng. Cái này của nhà vườn nào vậy? Cái này của nhà vườn ba chủ lắm. Ba chủ à, ba chủ lên xe này. Ba chủ không biết chủ nào à, đang còn đăng ký cái. Cái này khá đẹp nhỉ. Cái này cái bộ bóng tảng của nó khá đẹp, khá đẹp. Nhảy lên treo đi rồi bưng xong. Lấy số 28 rồi số con gà tao hả? Ờ. Bắt gà. Ủa nhà năm luôn ban tổ chức luôn hả? Thôi anh ở đợi chứ ban tổ chức gì em ơi. Ban tổ chức ông này rồi vậy này nó mấy ông bự bự vậy mới ban tổ chức. Rồi cây linh sam luôn. Tới cây linh sam đây. Tiểu. Những con cây đó đấy, còn đoạn Đông Phước. Xe tèo. Sao không diễn còn không? Má nhãn diễn không? Diễn Sam. Má nhãn diễn không? Cái này mà số 44. 44. Bưng ra ngoài luôn nè. Dạ. Dạ. Ô, con thấy thắc mắc. Con thắc mắc sao Phan Văn Vĩnh mà còn đi cái cây đây. Một cái con này ra lên một. Cái sinh nhật cảnh này, sinh ảnh mới lứt. Đây, sinh cảnh này. Còn tổ chức. Lứt tình Long An nhé. Cái nhờ bonsai Ngọc Hà. Rất là nhiều cây cảnh tại vườn. Ai của anh Ngọc Hà, xin chào khán giả. Xin chào khán giả mà nhìn đi đâu về anh Ngọc Hà. Chào anh em. Ờ, chào anh em. Ở qua bên đó đó. Hai người bưng đi qua bên đó đó. Ngay chỗ nhỏ luôn. Chắc tối hôm nay sẽ hoàn thành di chuyển cái cây các bạn. Rồi chúng ta đi phân tích một chút xíu ở đây. Rồi phân tích cái cây bên này vừa đưa xuống. Ở đây nè. Cái này nhìn bộ bề rất là dữ. À cái bộ tay cây này nhìn ghê gớm luôn này. Nú xanh. Rất là khủng khiếp. Cái này hai người đi nổi luôn. Mày hãy quên đi. Tao quên. Nặng à. Tao vào dưới 272 à. Cái dàn nữa. Đây,
qua đi phân tích cái này luôn nhé. Em thấy khá đẹp nên là phân tích được chút xíu về cái này. Rất là nhiều cây, cây nào cũng đẹp qua mắt cả các bạn. Lấy cái đôn cho đôn bự hơn không? Đây khay. Khay bự quá sợ để này không lọt á. Tại miếng dán này không đủ rồi, không đủ cái khay á. Cái này khá nổi bật rồi, cái cây ở đây nó nhìn nó đâu để đây này, hải cũng lọt hơn này, chắc để lọt quá, em lọt kém không lọt nữa mà để sao để không có ai luôn đây coi gió lên đúng hay lắm, tôi ra lấy ra để ngoài luôn, lấy ra ngoài luôn, pha rồi khỏi lấy ngoài ba chân à. Ba chân cái thiếu gì cái kia nữa. Thôi nghe tao nói vững như kiền ba chân nè. Rồi đặt lên. Con được cái chính bên đây đang con hụt trên nha. Rồi. Cứ xoay đi. Vô. Rồi trước này còn được nha con. Rồi không sao chú con lấy cây ngoài trong. Cái miếng một đống vuông á, cắn từ bên đây cắn qua. Đúng rồi giống gì đó. Rồi kiếm cái cây gì á. Để xéo cho anh này nè. Nó, để xéo tôi ngay chỗ cầm tay tôi nha. Cái xuống này nè. Cục cái đống cũng được đó. Kiếm cục cái đống, cục cái đống luôn á, cục cái đống. Một cục cái đống chứ sao, cái đống chứ sao. Đi xuống cái này cục cái đống. Rồi, nhìn một xíu về mai dư thủy khá đẹp nè. Cái này đang đặt dạy cái tâm đại. Từ sắp, à, chúng mình sắp gọn lại luôn, đâu để vậy được. Mình sắp từng lúc lại hết. Xíu rồi. Bộ cái này rất là dự tình. Tất cả cái vũ sân nó thể hiện lên tới đến ngọn cây luôn các bạn. Rất là dự. Cái có mã số dự thi là 38. Cũng là một cái đẹp các bạn. Cái này không sai giải thế giới. Xuôi tiến đúng không? Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà bộ đế này đẹp hơn bộ đế này. Đúng rồi, nhìn cái bộ đế cái này nhìn dữ lắm. Bộ đế này của ông Thịnh nó không bằng. Để cái hình thiệt ngoài cho nó coi. Cái này bộ đế rất là dữ. Nè. Bộ đế cái cây thủ tiên nè. Kéo nè không à. Được chưa? Không. Cái này á, cái này là không phải thì cái này là góc của nó là giống ở dưới bình trẻ á. Cái này là em quay đầu tiên, cái này đưa lên đầu tiên em quay á. Cái này là của cái thằng bán tiểu cảnh này nè, nó bán ở đó cho thỉnh thở mười hai mấy triệu hút nè. Nó lấy về nó bán cho thằng Thịnh Thở hai mươi mấy triệu là Bến Tre. Thằng đang đẩy tiểu cảnh nè. Cái đó là em quay đầu tiên từ dưới bình trẻ đưa lên luôn. Tiếc. Cái đó là em nhìn định cái nào là cái dài vang. Cái ở ta ở Suối Tiên nè, đế còn kéo thôi. Nhưng không tay y chang. Nhưng mà y chang luôn, nhìn y chang luôn hả? Không khác cái gì. Mà cái góc này còn lực hơn góc cái kia. Lực hơn. Cái kia cái góc nó yếu. Cây đó thì nó không có chang đá, cây này có chang đá. Dưới này nè. Cái cành này nè nó quấn về chứ xấu hơn cái này nè. Ừ. Nè. À thấy không? Nó đi nguyên dàn cành lên thấy không? Đúng không? Nè. Thấy không? Nó thấy không? Dắt lên, còn này đi đúng luôn. Cái này nó phẳng luôn. Đúng phẳng luôn. Còn cái này đi tự đưa lên. Cái kia con cái là cái xe lớn thì cái kia là em quay mà em quay đầu tiên lúc mà nó mới đưa lên em quay luôn đó. Cái này không bằng cái này, không bằng cái này. Cái này già, cái này là hai mươi mấy năm rồi. Ừ, mà cái này nhìn nó lực hơn nhiều, cái bộ đệ của nó lực. Cây kia nó bị thắt chỗ này nữa. Ừ.
Được chưa? Mình đi sát nhìn kỹ lại mới thấy cái này không có nhá. Cái này nó đều từ dưới lên. Nó không, cây này không có chỗ nào để mình nấu được hết. Em nhìn lên xem là nói cái này là cái dừ rồi mà. Nó giữ được cái cây bên kia, cây kia thấy nó vậy chứ nó hiền hơn. Ừ. Thấy không? Nhưng mà cây này tầm trung rồi, em tưởng nó tầm đài chứ cái này tầm trung rồi. Tầm trung. Rồi đây cùng một tập phẩm đẹp đó ạ. Các bạn cùng theo dõi cây này có đạt cái dài cao không đó nhé. Rồi thì thời lượng video của em tại đây khá dài, em sẽ kết thúc ở đây và quay những cây khác để vào những video tiếp theo. Các bạn xem video thì anh nhớ đăng ký kênh để mà xem những video em đăng tải lên cái kế đẹp tại lễ hội trình kênh ở huyện Minh Đức, tỉnh Long An nhân dịp ngày giỗ của luật sư, của cổ luật sư Nguyễn Hữu Tông các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.